đạo đức kinh xuất hiện vào thời nào? Tôi cho rằng điều gì sáng sủa, dễ hiểu, được người đời dễ chấp nhận thì mới gần chân lý. Càng phải dẫn giải, chứng minh dài dòng, dẫn nhiều sách vở thì càng tỏ rằng thuyết của mình không vững, không hợp tình hợp lý. Mặc tử dùng cả ba biểu tức ba tiêu chuẩn để biện luận rồi viện dẫn hành vi của các thánh vương đời tam đại để thuyết phục mọi người phải kiêm ái, yêu người như yêu bản thân mình yêu cha mẹ, vợ con người như cha mẹ, vợ con của chính mình mà vẫn thất bại, vẫn bị chê là không tưởng. Phe chủ trương khổng tử quả có vấn lễ lão tử, nói gì thì cũng khó tin mà la căng trạch viết cả vạn chữ để chứng minh rằng lão tử là thái sử đam cũng tốn công vô ích. Cuộc tranh luận của họ không có kẻ thắng người bại mà vấn đề tới nay vẫn gần như nguyên vẹn, không biết được lão tử là ai. Trái lại vấn đề tác phẩm lão tử xuất hiện thời nào thì không gây sóng gió gì nhiều. Xưa kia, người ta tin từ Mã Thiên cho rằng chính lão tử viết do lời yêu cầu của Doãn Hỷ, như vậy là tác phẩm xuất hiện vào thời Xuân Thu. Có lẽ tới thế kỷ 18 mới có người nghi ngờ thuyết đó tất nguyên hay uông thông, rồi gần đây Khang Hữu Vi, Lường Khải Siêu, Tiền Mục, Trương Tây Đường, Phùng Hữu Lan, Cố Hiệt Cương, là căn trạch vũ đồng năm năm mỗi nhà đều góp tiếng đồng thanh nhận rằng lão tử xuất hiện trong thời chiến quốc kẻ thì cho là sau mặt tử trước trang tử kẻ thì bảo trong khoảng từ trang tử tới tuân tử có kẻ còn bảo trễ hơn nữa sau bộ lã thị xuân thu và trước bộ hoài nam tử nghĩa là vào đầu đời tiền hán nhưng thuyết này không vững họ lập cả trên hai phương diện nội dung và hình thức đại khái như sau. một Về mặt nội dung Bộ Lão Tử, Hữu Vật Hỗn Thành, Tiên Thiên Địa Sinh chương 25 Thứ nhất, phủ nhận trời là độc tôn, mà trên trời còn có đạo, đạo mới là góc cua trời đất. Thời Xuân Thu, ngay cả đầu đời chiến quốc mặc tử ai cũng thờ trời, tôn trọng trời, không thể có thuyết đó được. Thứ hai, Phản đối chính sách thượng hiền trọng người hiền Mà theo họ chính sách thượng hiền nghĩa là dùng người hiền, có tài đức, bất kỳ trong giai cấp nào Để giao cho việc trị dân, chứ không nhất thiết chỉ dùng bọn quý tộc Dù bất tài, vô hành xuất hiện khá trễ Vào thời mặt tử mặt tử có thiên thượng hiền cùng với giai cấp tân địa chủ Và giai cấp sĩ do khổng tử đào tạo khổng tử dạy các môn sinh đa số trong giới bình dân tân địa chủ để họ thành những chính trị gia có tài đức phải có chính sách thượng hiền rồi lão tử mới đã nó được vậy lão tử phải xuất hiện sau khổng tử mặc tử thứ ba đã đảo lễ lễ giả trung tính chi bạc nhi loạn chi thủ tư tưởng đó không thể xuất hiện trong thời xuân thu được mà đã đảo lễ nhưng tức là đã đảo khổng mặc vậy lão tử theo họ phải xuất hiện sau khổng mặc Lý do thứ nhất có thể chấp nhận được, quả thực vũ trụ quan trong Lão Tử tiến bộ hơn của Khổng, mặc và theo diễn tiến tư tưởng thì Lão Tử phải xuất hiện sau Khổng, mặc. Còn hai lý do sau thì không vững. Dân tộc Trung Hoa có tinh thần tuyển hiền rất sớm, các vua chúa của họ cũng biết dùng chính sách truyền hiền, trễ nhất là 600 đến 700 năm trước Khổng Tử, mặc tử rồi không kể những truyện truyền hiền mà chúng ta có thể cho là tục lệ dưới chế độ bộ lạc hoặc những truyền thuyết do nhà nho tạo ra ngay từ đời chu văn vương và võ vương đã biết dùng người hiền trong giới bình dân là lã vọng còn gọi là thái công vọng để đánh bại nhà ân rồi phong cho làm vua nước tề rồi trước khổng tử khoảng trăm năm tề hoàng công cũng nhờ quản trọng một người hiền trẻ nghèo khổ bán dầu mà lập nghiệp bá quản trọng lại đề cử mấy người hiền nữa như ninh thích một người chăn bò hoàng công đều trọng đãi hết điều đó dễ hiểu trong thời loạn chư hầu nào muốn mạnh lên làm bá chủ hoặc thông tính các chư hầu khác thì đều phải dùng người hiền tài trong giới bình dân nếu không kiếm được trong giới quý tộc lão tử mặc sát lễ thì mặc tử cũng mặc sát lễ mà ngay thời Xuân Thu chắc cũng đã có nhiều người thấy cái lệ của nhà nho là phiền phức đâu phải đợi đến thời chiến quốc. Không thể bảo chủ trương đó phải xuất hiện sau khổng, mặt. Thứ tư, theo Ngô Tất Tố thì Phùng Hữu Lan còn dẫn thêm đoạn này trong sử ký để chứng rằng lão tử ra sau luận ngữ về phương diện thực hành. Họ phái đạo gia theo luật thiên nhiên của âm dương lượng nhặt những chỗ hay của khổng giáo và mặt giáo để dung hợp với những điều cốt yếu của danh gia và pháp gia. Lý do này vững và còn chứng tỏ thêm rằng lão tử không phải chỉ do một người viết chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong một đoạn sau. 2. Về hình thức tác phẩm đạo đức kinh Ý kiến của các học giả như sau Thứ nhất, trước khổng tử không có trường hợp nào tư nhân trứ thuật. Vì theo chương thực trai, một sử gia đời thanh thời đó các nhà cầm quyền giữ điển chương còn các sử gia thì chép các việc xảy ra bọn đó đều là quý tộc có học thức lo việc trị dân đâu có thì giờ nghĩ tới việc viết sách vả lại nếu họ có chủ trương gì mới thì có đủ phương tiện để thi hành không cần phải viết sách tới khi xã hội lặng lạc một số quý tộc mất địa vị suy vi không được cầm quyền mà lại có học thức lý tưởng mới dạy học nghĩ cách cải tạo xã hội lập ra học thuyết riêng khổng tử là người đầu tiên mở đường cho việc trứ thư lập ngôn đó vì vậy bộ lão tử không thể xuất hiện trước bộ luận ngữ thứ hai xét về văn thể theo các học giả trung hoa gần đây thì trong hai thế kỷ thứ ba tới thế kỷ thứ hai trước tây lịch văn của chư tử tức các triết gia trung hoa đã tiến bộ gần như liên tục Mới đầu là bộ luận ngữ chỉ dùng một thể đơn giản nhất là ký ngôn, môn sinh của khổng tử ghi những lời của thầy. Rồi tới trung dung, đại học cũng vẫn là ký ngôn, thêm những đoạn nghị luận ngắn. Bộ mặt tử mở đầu cho thể nghị luận hay biện luận nhưng lý luận lắm chỗ ngây thơ và rườm Mạnh tử cũng là ký ngôn như luận ngữ, đúng ra là ghi những đối thoại giữa mạnh tử và một số vua chư hầu, một số triết gia đương thời trang tử dùng ba lối, ký ngôn, lý luận vắng tắt và ngụ ngôn. Tới tuần tử mới bỏ hẳn lối ký ngôn mà dùng thể lý luận theo đề tài. Sau cùng là hàng phi tử dùng hết các thể của người trước, có thể nói là tập đại thành bút pháp thuyết lý của chư tử tiên tần. Bộ lão tử dùng một thể văn đặc biệt, xen nhiều châm ngôn, chương nào cũng có những vế đối nhau, nhiều chỗ có vần, gần như thể phú, cho nên không thể xuất hiện trước quận ngữ, mạnh tử được. Lời rất vắng tắt, hàm xúc, giống thể kinh, như mặt kinh chẳng hạn, cho nên, theo họ, lão tử nhất định phải xuất hiện vào thời chiến quốc. Riêng lý do sau cùng này chúng tôi cho là không đúng, kinh xuân thu của khổng tử đâu có xuất hiện vào thời chiến quốc. 3. Ngoài ra, Dư Bồi Lâm còn đưa ra lý do này nữa. Có người đã làm thống kê thấy rằng các sách thời tiên tần dẫn lời trong lão tử khá nhiều. Cuốn đầu tiên là trang tử, nhưng chỉ trong ngoại thiên, tạp thiên, chứ không phải nội thiên. Nghĩa là trong những thiên không phải của trang tử viết mà của người đời sau. Môn đệ gần xa viết, có khi cũng chẳng phải môn đệ nữa. Ngoại thiên dẫn tất cả 19 lần, khư khiếp 4, tại hậu 2, thiên địa 2, thiên đạo 1, chí lạc 3, Đạt sinh 1, Sơn 1 2, Điền tử phương 1, Trí Bắc du 3. Tạp Thiên dẫn 5 lần, Canh Tàng sở 2, Tắc dương 1, Ngụ ngô 1, Thiên hạ 1. Chiến quốc sách dẫn 2 lần, một trong tề sách, một trong ngu sách. Hàng phi tử, ngoài những thiên giải lão, dụ lão chuyên giảng về lão học, còn dẫn lão tử 1 lần ở thiên ngoại trữ thuyết tả hạ, một lần ở thiên lục phản lã thị xuân thu dẫn bốn lần trong bốn thiên quý sinh chế nhạc nhạc thành quân thủ tất cả những lý do đưa ra ở trên nếu xét từng lý do một thì không đủ vững nhưng nếu gồm cả lại thì cho phép ta kết luận một cách gần chắc chắn rằng lão tử phải xuất hiện sau khổng mặt và trước mạnh trang hai nhà này đồng thời nhau tức trong thế kỷ thứ tư trước tây lịch